Ngày 19 tháng 3 tại huyện Cao Phong, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp để hoàn thành kế hoạch huyện Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến thời điểm này, mức độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của huyện Cao Phong đạt 15,77 tiêu chí một xã, có 4 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Dũng Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 7 vườn mẫu. Tuy nhiên, huyện Cao Phong còn gặp không ít khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa cho các xã mới sáp nhập. Kinh phí để xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới còn hạn chế. Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu giữ vững 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% số xã triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu. Tại hội nghị, huyện Cao Phong đề nghị hỗ trợ nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu huyện Cao Phong trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, cần rà soát, đánh giá từng tiêu chí một cách cụ thể để hướng dẫn đơn vị thực hiện. Phần đầu đến năm 2024, các xã trong huyện đều về đích nông thôn mới, giao các sở ngành liên quan hướng dẫn trong xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tham mưu đề xuất nguồn vốn hỗ trợ kinh phí để đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành để hỗ trợ huyện Cao Phong. Ủy ban dân huyện Cao Phong chỉ đạo việc xây dựng chương trình kế hoạch đề án dự án chi tiết của huyện Cao Phong về xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Với 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần duy trì và xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.